Chào quý vị, trở lại chương trình trực trực TV. Vụ việc FBI của Hoa Kỳ, lực lượng cảnh sát điều tra liên bang Hoa Kỳ đã đột nhập vào nơi ở, nơi làm việc của bà thị trưởng thành phố Oakland, Centaur và gia đình của ông David Dương, gồm mà nhà riêng của ông David Dương, nhà riêng của con trai ông David Dương là Andy Dương, và một cái nơi làm việc đó là cái trụ sở của cái sở rác có tên là California Waste Solution, cũng là cái trụ sở của cái hiệp hội VABA. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy báo chí ở tại Hoa Kỳ, cụ thể là cái vùng vịnh á, vùng Bắc California, họ gần như đăng liên tục, ngày nào cũng có những cái tin tức mới và họ khai thác rất nhiều các khía cạnh. Trong đó thì nhắm vào bà Centaur, nhắm vào gia đình ông David Dương, và cụ thể là đang chĩa mũi dùi vào con trai ông David Dương, cái người mang tên là Andy Dương. Và bây giờ thì báo chí họ cũng khai thác thêm một cái khía cạnh nữa, là bởi vì họ cho rằng đó gia đình họ Dương đã có tài trợ, hay đúng hơn là đưa tiền cho các cái quỹ tranh cử và ủng hộ các cái chính trị gia. Bây giờ họ soi và họ tìm hiểu và họ làm rõ nhiều cái khía cạnh những chính trị gia nào đã từng nhận tiền của cái gia đình họ Dương, và các cái chính trị gia đó là nhận bao nhiêu tiền. Thì bây giờ họ làm rõ luôn, chúng ta thấy là càng lúc nó càng phơi bày ra, và ngay cả những cái chính trị gia mà cao cấp nhất, ví dụ như vị trí của tổng thống, vị trí của phó tổng thống, vị trí của bộ trưởng và nhiều vị trí của các cái thị trưởng hay là những cái nghị viên ở nhiều thành phố khác nhau, đặc biệt là cái vùng Bắc California. Thì chúng ta thấy rằng đó, cái việc mà các cái chính trị gia nhận tiền của các cái cử tri hay là các cái doanh nghiệp, đó là cái chuyện rất là công khai, rất là bình thường. Và mỗi một cái năm vậy đó, cái quỹ tranh cử người ta thu chi như thế nào phải ghi rất là rõ, và nó được niêm yết cũng như là được báo cáo lên các cái cơ quan về một cái gọi là ủy ban công bình về cái vấn đề mà tranh cử đó, và tất cả những cái điều đó không thể giấu giếm được. Cho nên là các bạn hỏi vì sao các cái báo chí người ta biết những cái thông tin đó thì họ dễ dàng truy cập thôi, chứ không phải là họ có cái thông tin từ FBI hay là thông tin từ cơ quan điều tra. Chúng tôi thì không nghĩ như vậy, bởi vì cơ quan điều tra là cảnh sát liên bang, điều tra liên bang đó, họ đang làm và họ không dễ gì tiết lộ cho các báo chí trong cái thời điểm lúc này. Nhưng mà báo chí gần như đồng loạt họ đưa những cái bản tin, ví dụ như là chúng ta lướt ở trên mạng một chút thôi, các bạn thấy nó rõ ràng có những cái sự việc cách đây 24 giờ, 20 giờ đồng hồ thôi. Thì đây là một cái ABC7 San Francisco nói rất là rõ, là một cái người Volta, một cái chính trị gia, gọi ngay cả ông Trump nữa, là những cái người mà nhận những cái số tiền rất lớn đó. Rồi có nhiều cái bài viết lắm. Ông Volta là ai? Rob Volta đó là một cái ông hiện giờ. Đây, Rob Volta là cái ông này. Ông này hiện giờ đang là cái gì quý vị? Đang là bộ trưởng Bộ Tư pháp của California. Cái người ngắm nắm cái ngành tư pháp của nguyên một tiểu bang California đó, một vai trò rất quan trọng về vấn đề tư pháp. Và ai? Ông Trump nữa. Ông Trump thì cũng được nhận cái số tiền lên tới 302.000 Mỹ Kim. Đây là cái tờ báo họ nói đó. Những cái tiền mà được đưa ra từ cái gia đình của ông David Dương cho các cái quỹ tranh cử đó, trong đó họ có liệt kê, quý vị thấy rất là rõ này. Thì các cái bài báo họ đăng, và họ đăng lên nhiều thứ lắm, chứ không phải là cái vấn đề này không. Ngay cả về bà Centaur, rồi ngay cả các cái dân cử khác, và họ còn nói rất là nhiều điều
về cái việc mà sau cái cuộc tranh mà đột kích đó đó thì nó lòi ra và người ta đi có thêm những cái thông tin nhắm vào gia đình của ông David Dương, nhắm vào các hoạt động của cái con trai ông David Dương gọi là Andy Dương có hay không cái hành vi rửa tiền thông qua cái gọi là Chinatown Karaoke Bar đó. Thì dĩ nhiên là họ đưa là họ phải chịu trách nhiệm. Chúng ta thì không có đi sâu vào các cái tình tiết bởi vì đó là những cái bài báo để mà tránh những cái việc nhiều khi người ta nói là mình trích dẫn mà mình không có kiểm chứng. Thì chúng tôi đưa những cái link lên đây để cho quý vị có thể là đi vào xem. Đây là một cái tờ gọi Dear Online Sign. Và một cái tờ khác nữa ABC Chicago gì đây người ta cũng có đăng. Và còn nhiều nữa KTVU Fox 2. Họ còn hỏi là gia đình của ông Đào Bích Dương. Gia đình Bích Dương là ai? Và tại sao lại trở thành mà cái đối tượng, cái trung tâm của cái cuộc điều tra này. Dĩ nhiên là bây giờ mà nói cái cuộc điều tra nhắm vào ai thì bà Sen Thao thì nói rằng là không có phải là bà ta không phải là trọng tâm. Nhưng mà ngược lại thì vậy là ai? Có phải là bây giờ trong mấy ngày vừa rồi đó nó có lộ ra giống như là cái trọng tâm của cuộc điều tra này theo như báo chí họ khai thác thì có vẻ như là trong các cái quỹ tranh cử, các cái việc cho tiền cho các cái dân cử có hay không những cái hành vi sai trái hay là thiếu sót ở trong đó và nó có liên quan đến gia đình họ Dương, cụ thể là có thể thông qua là ông Andy Dương con trai ông Đỗ Dương, nhưng mà có thống nhất với cái gia đình hay không, có gia đình có biết hay không, hay là những cái thu chi đó nó còn phải được chứng minh như thế nào nữa. Báo chí thì có khi họ nắm không có hết các cái thông tin, chúng ta chỉ thấy như vậy thôi. Thì cái tờ Mercury nó cũng có đăng rất là nhiều nha quý vị, nhiều tờ báo họ đăng lắm. Chúng ta đi vào cái trang mạng chúng ta chỉ đánh vào mấy chữ thôi, Centaur hay An Nghị Dương, David Dương các thứ thì các bạn sẽ được cập nhật. Ngày hôm nay thì chúng tôi không có muốn nói về những cái thông tin đó, chúng tôi chỉ muốn nói đó là ông David Dương, chúng ta gọi từ chung như vậy đây, ông David Dương và gia đình đã ủng hộ cho các cái quỹ tranh cử rất nhiều, cho các cái chính trị gia cũng rất nhiều. Đây là cái điều được công khai quý vị. Chính ông David Dương cũng đã nhiều lần lên các cái đài báo và cũng nói rõ luôn là cái việc mà mình đã từng ủng hộ như vậy chứ không có giấu giếm gì cả. Chúng ta đã thấy là trong cái va ba và trong nhiều lần phỏng vấn riêng lẻ khác, ông David Dương cũng công khai nói rằng là ủng hộ đặc biệt là các cái cử tri gốc Việt. Ủng hộ để đi vào dòng chính để mà giúp đỡ cho cộng đồng để có tiếng nói đối với cái dòng chính của Hoa Kỳ và tạo cái điều kiện tạo thêm các cái sức mạnh. Đây là cái điều rất là rõ ràng. Và điều đó thì nếu theo pháp luật thì không có gì sai cả. Vấn đề có sai đó là người ta thí dụ quy định mình mà chỉ cho tối đa là bao nhiêu thôi. 2.500 chẳng hạn, hoặc là 3.500 gì đó, hay là cái mức 1.500, thí dụ như vậy. Nhưng mà mình bằng nhiều cách mình muốn ủng hộ cái người đó nhiều hơn, mình đi đi làm những cái chuyện khác, mình nhờ người A người B đứng tên hộ hoặc là chuyển tiền nó không có hợp pháp làm lung tung đó, thì dưới góc độ pháp luật người ta nói đó là sai và người ta có thể điều tra và người ta có thể bắt tội. Và mọi cái rắc rối có lẽ là trong cái thời điểm lúc này thì mặc dù những người trong cuộc đều phủ nhận, thí dụ như là bà Sen Thao cũng nói rằng bà ta không có gì sai trái cả và bà ta không phải là trọng tâm của cái cuộc điều tra và bà ta nói là bà ta sẽ chiến đấu đến cuối cùng và không có cái chuyện gọi là từ chức. Phía ông Đào Bích Dương thì cũng có trả lời báo chí rằng cho truyền thông biết rằng là ông Đào Bích Dương cũng không có làm gì sai. Vậy như việc này nếu mà không có bên nào sai thì ai sai? Là FBI sai. FBI nó có thể làm sai không quý vị? Có. Thường xuyên vẫn có. Thường xuyên thì họ làm được có cơ sở. Nhưng mà trong đó cũng có nhiều vụ có khi họ đột kích xong rồi họ không thu được tài liệu gì. Và nhiều vụ
cũng có thể là người ta không thể tiến hành khởi tố bởi vì không thu thập được bằng chứng. Thí dụ như họ rượt một cái người và họ nghi rằng là đang người đó đang có sở hữu heroin chẳng hạn, rồi cái người đó chạy vào trong cái nhà đó, bây giờ họ đến cái nhà đó họ muốn lục soát và muốn bắt cái người kia chẳng hạn, thì bây giờ họ xin lệnh mà họ vào họ đột nhập xong là họ tìm mà có thể không có, thì cái đó không thể gọi là chứng cứ được. Nó vẫn có những cái trường hợp mà sau cái cuộc đột kích á có khi cũng chả được cái gì. Nhưng mà trong cái vụ của ông David Dương và bà Sen Thao có phải là cái vụ tương tự như vậy hay không thì chúng ta phải chờ hồi sau sẽ rõ. Do đó thì đi mà đi sâu quá về các cái tình tiết á, theo như các cái báo chí của Hoa Kỳ như là cái tờ ABC 7 News họ đưa thì mình cũng không biết rằng nó có đúng hay không. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng ông David Dương và gia đình đã bỏ ra rất là nhiều tiền, gọi là tung ra cho các cái chính trị gia, tung ra cho cái lực lượng mà nó đi theo. Thí dụ như chúng ta đã thấy rằng các cái YouTuber, các cái người gọi là hoạt động báo chí, hoạt động truyền thông, hay là một số các cái nhân vật ở trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại này, đặc biệt là ở tại California, đã từng đeo bám ông David Dương, thậm chí là xin tiền, xin của. Cái điều này rất là rõ ràng quý vị. Có nhiều cái dự án, nhiều cái công trình, nhiều cái chương trình sinh hoạt trong cộng đồng. Thí dụ như họ kiện Formosa, họ muốn chống cộng, họ muốn chống lại nhà nước Việt Nam, họ cũng xin. Rồi ngay cả họ muốn dựng tượng đài Quảng Trị, tượng đài mà tưởng niệm những người chiến sĩ trận giông gì đó, thí dụ như nhiều cái chương trình khác thì họ cũng xin. Và rất nhiều các cái chương trình khác trong cộng đồng. Thì khi mà lập ra cái chương trình này chương trình kia đó thì có khi họ cũng xin, trong đó họ xin luôn cả gia đình ông Đông Bích Dương. Thì nói thẳng ra ông Đông Bích Dương cũng rất là phóng khoáng trong những cái trường hợp như vậy. Chúng ta thấy rằng nhiều dân cử đã phải biết ơn ông Đa Bích Dương bởi vì đã nhận tiền của ông Đa Bích Dương và gia đình, đặc biệt là cho các cái quỹ tranh cử của mình. Một số các cái YouTuber nó chạy theo ông Đa Bích Dương lăng xăng dự tiệc ba ma, dự chương trình này chương trình kia, hỡi có một cái tiệc chay nào là cũng có. Và họ đã được hưởng coi như là khá nhiều các cái quyền lợi. Chúng ta đã thấy rồi. Nhưng mà bây giờ một cái điều đó mà mấy ngày qua đó nhiều người đặt ra là bây giờ họ đâu mất tiêu hết trơn rồi. Cái đám dân cử, rồi cái đám mà gọi là cộng đồng, cộng đoàn gì đó, cái đám mà hoạt náo trước giờ thì có cái chuyện gì có đúc đầu vào xin ông Đa Bích Dương và gia đình, các cái quỹ hội này quỹ hội kia đâu, các cái hội công lý này công lý kia đâu, xin tiền của người ta sao bây giờ im re vậy, trong lúc gia đình ông Đa Bích Dương đang gặp một cái hủ sự như vậy, đứng trước một cái cuộc điều tra của cảnh sát điều tra liên bang và tại sao họ không lên tiếng. Trong đó có cả những cái YouTuber, những cái nhân vật hoạt náo chống cộng dữ dội hay chửi Cộng sản Việt Nam là bắt bớ người ta, gọi là vô điều kiện, rồi nào làm án bỏ túi, rồi ngay cả áp đặt người ta các thứ, tại sao chưa chi mà đã cử người xuống lục soát nhà cửa các thứ này kia nọ, đưa đăng báo rần 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 rần. Ở Việt Nam mà có những cái vụ như vậy thì họ ở đây họ nhảy cẳng cẳng lên, nó trở thành một cái loa âm binh rất là dữ dội để mà phóng thanh một cách rất là kinh hoàng. Nhưng mà bây giờ đến ngày hôm nay đó, một số những cái YouTuber hay những cái tên mà chống cộng dữ dội mà bằng mồm ở trên mạng xã hội, ở trên các cái cơ quan truyền thông, mà người ta đã thấy rằng từng hay dự tiệc va ba, từng hay đeo bám ông Đào Bích Dương, từng hay tung tung hô ông Đào Bích Dương, chúng ta đã thấy rồi. Có một cái YouTuber đó chửi cộng kiếm cơm hàng ngày cũng đã khen dữ dội luôn, nói nào là còn tố khổ Việt Nam, nói là chính quyền Việt Nam rất là sợ.
không có đụng, dám đụng tới một cái công ty doanh nghiệp gì đó ở bên Việt Nam mà người Mỹ mà đặt cái ở bên Việt Nam. Mà hãy mà đụng tới một cái thì sao, giám đốc đó đó chỉ cần kêu tổng lãnh sự Mỹ tại Việt Nam hay là đại sứ Việt Nam, đại sứ Mỹ tại Việt Nam tới đó, là cảnh sát cái sợ té đái bỏ chạy hết. Chả bao giờ mà dám đụng tới một cái công ty của người người Mỹ hay là người Việt, người Mỹ gốc Việt đến như vậy đâu quý vị. Nó thô thiển, nó dốt nát đến như vậy mà nó vẫn múa mai, nó la hét và nó chỉ trỏ vào trong Việt Nam, trong khi chúng ta biết thực tế thì sao. Luật pháp Việt Nam người ta có một cái luật pháp rất riêng. Các cái doanh nghiệp thí dụ như cỡ Formosa nó gấp mấy trăm lần cái vốn của nó đó, bây giờ nguyên cái Formosa đó, cái đầu tư của người ta tính rằng cái dự án nó có thể lên tới mười mấy tỷ Mỹ Kim, nó bằng bao nhiêu đối với các cái doanh nghiệp mà gọi là gốc Việt đầu tư ở Việt Nam. Mà khi cái Formosa nó, cái vụn án đó, cái tập đoàn Hưng Yên đó đó, Hưng Nguyên chứ, nó làm sai một cái nó phải bồi thường nửa tỷ Mỹ Kim trong cái vấn đề mà cá chết. Số tiền nửa tỷ Mỹ Kim là bao nhiêu, 500 triệu đô la quý vị. Đâu có ít đâu, người ta có luật pháp cơ mà. Làm gì phải sợ ở nước này nước kia kêu đại sứ tới, kêu lãnh sự tới. Bởi vì sao nó đưa ra những cái trò hù dọa một cách rất là dốt nát như vậy để nó ru ngủ cho những cái người mà họ còn ác cảm với chính quyền Việt Nam, họ ác cảm với hai chữ cộng sản và họ bị cái bọn đó nó xỏ mũi, và trước giờ họ vẫn thường hay bị như vậy. Thì bây giờ làm sao, bây giờ nó lòi ra là những cái kẻ mà to mồm như vậy cũng là những cái con thỏ, cũng là những cái bọn hèn hạ. Bởi vì sao, chúng nó không dám mở mồm ra để mà nói một cái lời công đạo cho ông Đa Bích Dương lúc này, cho gia đình ông Đa Bích Dương lúc này, cho cái bãi rác của ông Đa Bích Dương lúc này. Lúc mà ông ta tổ chức tiệc tùng đó, bu lại ăn 8 món, 13 món, 14 món, lợi để mà nhận bao thơ, lợi để mà được ở khách sạn free, được ăn free, rồi được chén tạc chén thù vui vẻ, thì nó há mồm ra nó vui vẻ, nó tung hô, nó xúm xa xúm xích, nó khoe khoang, nó múa mai, nó chỉ trích, nó kích động người này, nó kích động người kia, nó chửi bới người nọ. Cái lúc mà nó xuống tàu để mà ăn những cái món ăn gì đó, tôm hùm tôm héo cá mắm gì trên đó, thì nó bu vào, nó đi nó nhanh nhẹn lắm quý vị. Nó cũng giống như ruồi nhặng đó, mà một khi có mật thì nó bu vào, nhưng mà một khi không còn cái gì ăn nữa nó tản ra. Đến bây giờ đó họ là những cái cơ quan truyền thông cơ mà, họ là những cái dân cử cơ mà, nhận tiền của người ta thì phải biết ơn chứ. Ít nhất là quý vị đến ngày hôm nay cũng phải tự bản thân mình phải nói những cái điều gì, một cái lời nào đó nói với ông Đa Bích Dương, bào chữa cho ông Đa Bích Dương cũng được, gia đình ông Đa Bích Dương cũng được, hay là nói một cái cách mà cho nó công đạo bình thường theo cái báo chí truyền thông thì cũng được. Những cái vụ khác thì hay lắm mà, ở trong Việt Nam có một chút thôi, Minh Tuệ mà chưa té thì nó cũng đã đây nó khóc rần rần rồi. Cá chết cá mắm như trong Việt Nam ở đây nó giống như là cha ông nội ông cố tội, nó chết vậy. Nó làm đùng 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 lên, được cuối cùng lòi ra cái gì gây quỹ quyên tiền, ngay cả thưa kiện gì đi nữa là cũng là những cái con cái vụ kiện mà con kiến củ khoai, con kiến kiện củ khoai nó dựng lên để mà nó lấy tiền, nó xỏ mũi người ta. Đến ngày hôm nay vụ kiện như vậy là đi đâu rồi? Những cái đám này nó giống như là khi mà thấy có lợi đó nó tạo ra, nó tạo chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Tôi nói ví dụ đó, thí dụ như trong cái trường hợp của ông Đa Bích Dương và gia đình, đến ngày hôm nay á, nếu mà nói ông Đa Bích Dương có tội thì có tội gì? Chưa có gì đó, người ta đâu có kết luận gì đâu. Thì cái đám dân cử với cái đám mà gọi là truyền thông cùi ở hải ngoại này mà thường hay đu bám ông Đa Bích Dương để mà kiếm lợi đó,
Lẽ ra trong cái thời điểm này họ phải có một cái tiếng nói. Tiếng nói đó là cái gì? Chửi Mỹ đi, FBI làm tầm bậy, dám không? Không, tại người ta chưa kết luận thì sao dám nói tầm bậy. Nó chỉ chổi là nó chửi ở trong mấy cái làng xã trong Việt Nam, bởi vì nghĩ rằng là ở bên Mỹ rồi, ngồi ở nơi đây ăn bơ sữa được rồi và nghĩ là an toàn rồi, cộng sản Việt Nam gì đi nữa hay là chính quyền Việt Nam gì nữa nó cũng không thể nào nó sờ gái tới bên đây được. Còn mình có thể là xúi giục những cái đám ngu ngốc ở trong Việt Nam, nó mê muội mà nó nghe theo mình đó, thì nó làm bậy thì nó ráng nó chịu. Bao nhiêu người bị bắt ở trong đó đó thì ráng mà chịu, gia đình họ chịu, chứ cái đám mà nó lớn họng ngoài này nó đâu có chịu đâu, nó chỉ xúi thôi. Nhưng mà nó chỉ giỏi xúi trong Việt Nam, ngay tại đây nó không dám xúi. Cái vụ ông Đào Bích Dương nó giống như là cái gì quý vị? Nó giống như cái vị quý vị là tự đặt đi, nó đến kinh khủng luôn, không dám nhắc tới. Các bạn coi lại kỹ đi, từ cái dân cử gốc Việt, gốc này gốc Việt kia đi vào dự va ba, ăn uống được tặng, coi như là tặng tiền rồi, bao nhiêu các cái YouTuber, bao nhiêu các cái truyền thông từ Bắc Kali cũng vậy, mấy cái ông râu dài râu ngắn tóc bạc tóc bao nhiêu cao tuổi rồi nhỏ tuổi gì tùm lum, ở Nam Kali cũng vậy, một cái đám YouTuber bu bám, một đám truyền thông bu bám, không thấy một hội luận hội thảo, không thấy một cái việc mà phỏng vấn, hay là không thấy một cái lên tiếng gì cả, tham luận tham khảo đối chiếu gì cả. Tại sao nó không lên tiếng quý vị? Tại nó hèn. Và một cái nữa là cái gì? Nó sợ văn miễn. Văn miễn chứ. Bây giờ FBI họ 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 điều tra, họ lấy được mấy chục mấy chục thùng giấy đó có cái gì trong đó vậy? Có khi nào họ ghi rằng là chi tiền cho cái đài này, chi tiền cho cái anh YouTuber kia, chi tiền cho anh báo chí nọ, chi tiền cho dân cử A, B, C, D, D gì đó. Những cái đồng tiền chi mà nó đúng không nói gì, còn họ chi với mục đích mà nó sai đó thì có khi có liên quan. Liên quan tệ nhất đó là nhân chứng, phải làm rõ rồi nó mời tới mời lui, có khi phải điều tra, phải cung cấp thông tin. Còn nó nặng hơn nữa, nếu mà sai trái có khi là bị ảnh hưởng sử dụng những cái đồng tiền bậy bạ, hoặc là tiếp tay để mà đưa những cái đồng tiền thu chi nó sai. Cho nên là họ bây giờ mà họ lên tiếng đó, thì có khi chẳng khác nào là lại ông tôi ở bụi này. Họ bây giờ họ thấy một cái chiếc tàu đi, và họ cho rằng nó đang bị vô nước rồi, có thể nó bị chìm. Tàu chưa chìm mà chưa chi là mấy cái con chuột á, là những cái con đầu tiên hết nó nhảy ra ngoài chứ. Mấy con chuột nhắt đó quý vị, mấy cái con chuột là chỉ có ăn phá hại thôi. Lúc bình thường ở trên tàu á, nó tàu chạy bon bon người ta không thấy, nhưng mà khi đụng chuyện một cái chúng ta mới thấy. Bởi vì người ta thường hay nói câu là cái gì, tàu chìm mới thấy mặt chuột hả? Không phải, cháy nhà mới ra mặt chuột luôn. Cuối cùng là như vậy, cả một cái đám hèn hạ tới đâu hết rồi, ăn của người ta tại sao không nói một câu đi ra đó. Mình là một cái người mà có coi như là mình biết điều đó, trong cái lúc này phải lên tiếng cho cộng đồng người ta hiểu chứ. Cộng đồng kêu gọi, chúng tôi là dân cử đây, chúng tôi kêu gọi các cái đồng hương phải bình tĩnh, phải chờ đợi cái phán quyết của FBI, chớ có vội vàng kết luận ông Đào Bích Dương thế này, ông Đào Bích Dương tốt lắm, ông Đào Bích Dương cùng ủng hộ chúng tôi tiền này tiền kia tiền nọ, tiền ủng hộ cho cộng đồng xây dựng tượng đài này tượng đài kia tượng đài nọ, từng ủng hộ cho các cái quỹ, ví dụ như kiện tụng này kiện tụng kia, ví dụ như vậy. Ăn của người ta xong rồi quẹt bỏ rồi, câm miệng ở trên, mắt đuôi tai điếc hết rồi là sao? Ở Mỹ hay lắm, lúc nào cũng vỗ ngực là Mỹ đế là dữ dội, là chúng tôi làm bầu cử tự do là ngon lành các thứ. Đến bây giờ người ta điều tra ra rồi, người ta mới phơi bày ra bao nhiêu các thứ. Và chúng ta thấy là ở Mỹ đó, trong các cái cuộc mà vận động tranh cử và cho tiền tranh cử đó, bởi vì trong cái quá trình mình ra mình ứng cử, mình lấy tiền của quá nhiều người đi, luật Mỹ cũng đâu có cấm là chúng ta không được lấy người này, không được lấy người kia đâu. Người ta chỉ
có những cái quy định là cái mức hạn chế của nó là lấy được bao nhiêu thôi. Còn những cái cơ sở thương mại, những cái cá nhân mà hợp pháp ở tại Hoa Kỳ này thì người ta được quyền thôi. Bây giờ đó, ngay cả những cái chức vụ như là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thậm chí là có nhiều cái chức vụ chánh án, gọi là thẩm phán đó, nhất là thẩm phán ở cấp dưới, không phải là cấp ở của liên bang, thì rõ ràng là đa phần người ta phải ứng cử, nghĩa là dân bầu. Thì những cái người như là biện lý, chánh biện lý, tức nghĩa là giống như là viện trưởng viện kiểm sát đó quý vị, những người đó cũng phải dân bầu. Nghĩa là ý tôi muốn nói rằng là những người làm công tác pháp luật cầm cân nảy mực, gọi là phải nghiêm khắc và không có thiên lệch, không có bị ảnh hưởng chi phối bởi cái đồng tiền hay là cái người mà họ ủng hộ mình. Nhưng mà vì sao? Vì họ ra ứng cử, và chính vì cái việc ứng cử đó thì họ phải cần có tiền, và vì cần có tiền họ phải gây quỹ, và vì cái việc mà họ gây quỹ đó nhiều cái đối tượng họ phải cho, trong đó có gì, có những cái doanh nghiệp A, doanh nghiệp B, nhìn nó bề ngoài thấy nó bình thường nhưng mà có khi sau này phát hiện ra bên trong là nó đang hoạt động tầm bậy, là nó đang rửa tiền, là nó đang bán ma túy xì ke mà, hay là nó karaoke trá hình, nó làm rất là nhiều thứ. Thì lúc đó thì sao? Lúc đó tôi với tư cách đã được bầu rồi, đã được làm coi như là chánh biện lý rồi, thì điều gì? Cuối cùng là một cái ông Minh Giang được bầu lên một ông chánh biện lý, một ông viện trưởng viện kiểm sát, nhưng mà đã từng nhận tiền của một cơ sở karaoke trá hình. Và những cái đồng tiền mà được cúng đó đó, được quỹ gửi cho cái quỹ tranh cử của tôi, đó là những cái đồng tiền mà các cái gái mại dâm nằm trong cái tiệm karaoke đó sau này mới bị phát hiện. Thì nó nói lên điều gì quý vị? Và người ta hoàn toàn có thể nghi ngờ rằng ông Minh Giang này với tư cách là chánh biện lý sẽ dễ dàng, sẽ nhẹ tay hơn trong cái việc mà truy tố cái đối tượng đó, bởi vì mình đã nhận tiền của người ta. Mặc dù là không phải là nhận tiền cho riêng cá nhân, mà mượn tiền cho cái quỹ tranh cử của mình làm lợi cho mình, để mà nhờ những cái đồng tiền đóng góp đó mà mình giữ được cái vị trí như ngày hôm nay. Chúng ta thấy không? Cái đám mà nó ủng hộ cho cái tranh cử tự do của Hoa Kỳ, chúng ta thấy là tranh cử tự do của Hoa Kỳ nó vẫn có những cái khuyết tật của nó, nó vẫn có những cái mặt trái của nó. Nhưng mà cái đám mà công cổ chỉ biết chửi Việt Nam, chỉ lúc lúc nào là tung hô Mỹ đế theo cái góc nhìn mà lớp 7 trường làng của nó đó, với cái tầm nhìn không qua cái hộp quẹt, thì nó chỉ thấy như vậy thôi. Mà bây giờ người ta điều tra ra, người ta mở rộng ra, chúng ta thấy nó có thể rất nhiều thứ, đồng tiền nào là sạch, đồng tiền nào là dơ, và đồng tiền nào là chuyển cho đúng hợp pháp, đồng tiền nào nhờ chuyển hộ, chuyển vòng vòng, và những cái chuyển vòng vòng, chuyển mà nó không có hợp pháp, các thứ, có thể người ta đi đến một cái kết luận rằng đó là cái hành vi là cái gì? Rửa tiền. Rửa tiền không phải là rửa tiền, chúng ta hiểu rất là đơn giản thôi, những cái đồng tiền nguồn gốc có thể nó cũng rất là sạch, nhưng mà mình đang biến hóa nó để cho cái sự di chuyển của nó, sự di chuyển của nó mang tính chất bất hợp pháp, để mà mình hợp thức hóa nó, thì nó vẫn có thể được xác định rằng là hành vi rửa tiền, chứ không phải là đồng tiền có nguồn gốc dơ mà biến thành đồng tiền thật, đồng tiền sạch thì mới gọi là rửa tiền. Chúng ta có một cái nguồn gốc của cái đồng tiền đó như vậy, muốn chuyển cho một cái quỹ, theo quy định cái quỹ đó như thế nào, mình đâu phải muốn chuyển bao nhiêu chuyển. Cho nên là cái việc mà họ truy tố như thế nào, họ bị khởi tố ra làm sao, hay là muốn điều tra nhắm vào những cái tội danh nào, bây giờ còn quá sớm để mà chúng ta đi đến một cái kết luận hoặc là bàn sâu. Chúng ta chỉ muốn nói rằng đó là cái đám nhận tiền của người ta đâu rồi? Đâu rồi? Mất hết rồi. Bỏ chạy hết rồi. Mà nếu như vậy thì có lẽ trong cái thời điểm này đó, nếu mà tôi mà là ông Đông Bách Dương, tôi cảm thấy cay đắng. Là bởi vì sao? Chưa chi bây giờ nó bỏ chạy mất.
ăn ngập mặt ngập mày. Mà mới có cái điều tra thôi nha, chưa có phải là cái gì mà gọi là ghê gớm đó. Bình thường thì nó công cổ nó nói dữ dội lắm, múa tay múa chân hù dọa người này hù dọa người kia, la hét dữ dội, cho ăn cho uống thì nó lẫy lên sân khấu, nó làm lung tung tặng bằng tưởng lục này tưởng lục kia, chụp hình vui vẻ nói cảm tưởng cảm nghĩ rồi kinh hồn lắm. Nhưng bây giờ chưa có gì, nó ôm cái bình oxy nó lặn mất tiêu luôn, không có sủi tâm luôn, không thấy tâm hơi ở đâu luôn. Kể cả những cái truyền thông, nhà báo, nhà văn, nhà thơ gì đâu hả, còn cái đám mà YouTuber đâu đâu nói hàng ngày đó, nhưng mà nói chuyện gì trên trời dưới biển không à, chuyện tàu chạy ven biển, chuyện tin gà tin vịt thôi, trong khi cái chuyện này rất là lớn, làm chấn động trong cái cộng đồng người Việt ngay tại California và rung chuyển Bắc California luôn, trong cái cộng đồng người Việt ở trên đó luôn, rung chuyển luôn trong cái cộng đồng người Mỹ ở Bắc California luôn, bởi vì liên quan đến bà Santel, liên quan tới cái hành vi mà gọi là ủng hộ cho các cái quỹ tranh cử, mà trong đó có nhiều cái vị trí vô cùng quan trọng như là vị trí của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, vị trí cao hơn nữa, vị trí của ứng cử viên tổng thống luôn nữa. Chúng ta thấy rồi đó. Tại sao vậy? Ví dụ như YouTuber mình có cái miệng mà truyền thông mình có cái miệng mà báo chí rồi dữ dội. Chứ mà tôi gặp các cụ ở trên đó thì các cụ vỗ vai tôi nói nào là ồ em biết mà anh là dân chống cộng, mà anh truyền thông chống cộng, chống kiếp chống cộng cái kiểu gì mà khi thấy cờ đỏ sao vàng, thấy doanh nghiệp quốc doanh 100% mà chả nói gì hết, ngồi trong đó vui vẻ hả họng ra ăn những cái món ăn do Vapa, do Vietnam Airlines tài trợ, do VinFast tài trợ. Tất cả những cái điều đó chúng ta thấy rằng nó lòi ra cái bản chất của sự việc. Chúng ta chớ có mà tin cái đám ngay cả là dân cử nó mang cái mác là cờ vàng, hay là ngay cả cái đám gọi là truyền thông cuội khoác áo cờ vàng. Bây giờ đó có người nói với chúng tôi rằng là nên thông cảm với họ, thời thế đã đổi thay rồi, do đó thì họ cũng phải biết biến chuyển. Đúng, đúng là nên như vậy. Nhưng mà nếu mà rơi vào cái trường hợp như vậy đó thì thôi, từ nay về sau đừng có hô hào chống cộng nữa, đừng có hô hào khoác áo cờ vàng, đừng có chỉ trích một cái kiểu rất là tào lao một cái xứ sở ở Việt Nam. Bây giờ lo cho cái ở đây cái đã đi, lo cho cái cộng đồng này đi, lo cho cái nơi mình sinh sống này nè. Có giỏi mà công cổ lên chửi đi, tại sao một cái người như vậy mà chưa chi mà ụp vào nhà người ta trong lúc mà mới cái tờ mờ sáng, lấy đi bao nhiêu các cái tài sản mà không có thông báo trước là thế nào đó, chỉ trích nó lên nói đồ dữ dội lên, tại sao mà nhà người ta không tay không tấc sắt này cái nọ, đồ phụ nữ trẻ em người già đồ không có gì mà đại ào ào vô đồ nào là trang bị vũ khí đồ này cái nọ đó, mình nói giống như mình chửi cộng sản vậy đó, có dám không? Rồi chửi luôn báo chí truyền thông chưa có gì mà tự nhiên chính quyền mà tại sao báo cho báo chí rồi trả lời báo không có trả lời báo chí, mà tại sao báo chí biết đồ này cái nọ đồ, để mà đây có phải là chiêu trò hôm đây là những cái giống như mình đưa những cái thuốc âm mưu mà mình hay chửi cộng sản đó, không dám tắt đài hết, nó câm nín, nó im như thóc, nó im như là cái gì ta không biết nói là cái gì luôn. Thí dụ như Minh Giang nó im thì không nói gì, tại nó không có ăn, nó không có được bao thư, nó cũng chưa bao giờ mà hưởng mua móc gì, ngay cả khi mà chúng tôi dự tiệc qua ba lần đầu tiên chúng tôi cũng trả cái tiền ở khách sạn nữa, có con đầy đủ, các bạn có thấy không, có cái chuyện. Còn họ là những cái người mà hưởng mua móc, được hưởng tiền của bầu cử ứng cử, tiền cho các quỹ tranh cử, mình phải có trách nhiệm chứ, mình ăn của người ta sao mình quẹt mỏ vậy, cái văn hóa gì kỳ vậy, ở Mỹ đế là như vậy hả. Mặc dù cho quỹ tranh cử mình cũng phải nói một lời công đạo, mình phải biết điều như người ta chứ. Còn nếu như mà im lặng đó thì sau này tốt nhất đừng có đem ra những cái chiêu trò khác nữa, chỉ trích người khác, hoặc là phải thế này mới đúng, phải thế kia mới đúng, hoặc là mình chĩa mũi dùi vào trong Việt Nam, hay là chửi bới các doanh nghiệp Việt Nam, tội nghiệp người ta.
Thí dụ như VinFast họ làm có mắc mớ gì? Bao nhiêu có cái doanh nghiệp ở trong Việt Nam họ ra đầu tư bên đây, mắc mớ gì đi chỉ trích người ta, đi chửi bới người ta. Cho nên bản thân mình nó cũng đâu có sạch đâu. Không sạch thì mình tốt nhất mình cứ lủi thủi mình làm cái công việc của mình rồi ra tranh cử ứng cử đi. Hứa hẹn là sẽ làm những cái điều tốt cho cái cộng đồng này, cho cái xã hội nơi đây, phục vụ cái đồng hương, phục vụ cho cái dòng chính. Cần gì xạo xạo thắp nến này thắp nến kia, ủng hộ chương trình này ủng hộ kia, tố cáo dân chủ nhân quyền tự do tôn giáo tự do này tự do kia, rồi nào là phải minh bạch, là phải đúng và luật pháp đúng này đúng kia. Tại mình ở đây có đúng luật pháp chưa, tại mình ở đây mình có minh bạch chưa, bao nhiêu các khuất tất ở đây mình có lên tiếng chưa, ngay cả cái việc mà liên quan đến mình cũng không dám nói luôn. Đó là cái minh bạch cái gì? Và nó lòi ra cái bản chất là cuối cùng là sao? Cũng vì vụ lợi thôi quý vị. Quyền lợi thôi. Cho nên là các bạn nhìn qua qua các vụ việc giống như vậy đó. Các bạn đừng có tin tưởng vào những cái tai gọi là mang tính chất là dân cử đồ. Nghe nó gắn cái title vô này coi như là nó lè người ta. Tưởng rằng nó ngon. Rồi cả một cái đám truyền thông tiền thiết tiền này đợi tào lao thiên địa không? Một cái đám YouTuber bây giờ nó lộ cái mặt ra nó như vậy đó. Chúng ta thấy xảo trá hèn hạ chả có tích sự gì cả, không dám phân tích gì luôn, không dám lên tiếng, không dám há mồm luôn quý vị. Một cách rất là kinh khủng như vậy, khiếp đảm. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay, và trở lại quý vị trong chương trình tới. Xin kính chào.